Rồi. Đấy, bây giờ cô sẽ nói lại cái tốt vượt đây để cho các bạn ví dụ làm xong rồi mình đi ngữ pháp tiếp theo. Tốt vượt e thì danh từ nó đi với tốt vượt e. Động từ thì nó đi với ư hay nào và cộng với tốt vượt e. Nó không đi với tính từ. Thằng này nó chỉ có đi với động từ với lại gì gì đi, danh từ thôi. À, thì hôm qua cô cho ví dụ trong cái bài này đấy. Đó là Ôi, con gì? mua nước to ra con ăn trước. Sao? Cô ơi, lúc nào cô biết to ra cô nhóc. Cái là các bạn không thấy không? Để cô có kéo các bạn gần gần tí. Đây là Victor, các bạn thấy thì bảo cô Victor lên nhé, các bạn gần gần tí thì các bạn sẽ thấy to hơn. Hôm qua mình ghi rồi, cái này là hôm qua mình ghi rồi. Tóc bữa này mình ghi rồi, đây là cô ghi lại thôi. Chữ nào không thấy hoặc là nhìn không rõ các bạn bảo cô ghi lại cho. Tại vì cô ghi nhanh ghi nó quen rồi đó. Cho nên khi mà cô dạy lớp 1 á, cô ghi lại khó lắm. Cô ghi đấy nó quen tay rồi, cái lớp 1 mà người ta mới học và cô ghi nhanh quá rồi khi người ta cũng nhìn không rõ cái chữ. Rồi hôm qua thì cô cho ví dụ đấy, thì cấu trúc này hôm trước mình học rồi, cô chỉ nói lại thôi. Cấu trúc này thì nó đã có ý nghĩa là gì, nó có nghĩa là gì đây? Nhờ vào hoặc nhờ có, thường mình để là gì đây? Nhằm thể hiện cái hành vi cái mệnh đề trước chính là nguyên nhân lý do gây ra mệnh đề sau. Nhưng mà cái nguyên nhân nhờ sự giúp đỡ của ai đó mà mình thực hiện được hành động ở mình đề sau là một cái hành động tốt đẹp. Đó, xảy ra cái việc tốt đẹp. Nhớ, việc tốt đẹp nó không giống như temone nha. Temone, ví dụ như temone vì cái lý do nào đó mà là gì đây? Mà ví dụ như vì những đứa trẻ nên là tôi gì đây? Mệt mỏi hay như thế nào đó. Còn tốt bình e này là nhờ vào những đứa trẻ mà tôi hạnh phúc chẳng hạn như thế nào đó, thì tốt mình e này phía sau nó là mệnh đề, mà là mệnh đề gì đây, mệnh đề phải thật sự là tốt đẹp nhờ cái lý do đằng trước, nhờ cái ai giúp đỡ mình thật đằng trước hoặc nhờ cái việc gì đằng trước mà mình gây ra cái gì đây, kết quả phía sau rất là tốt đẹp. Và chủ yếu sai gì đây, nó nhằm vào những câu cảm ơn người khác. Nhờ có giáo viên chẳng hạn, như cô hôm qua cô gặp nhiều giáo viên mà tiếng Hàn cô trở nên giỏi hơn, hoặc là nhờ có ai đó giúp đỡ mình trong tiếng Hàn, chẳng hạn người anh, người chị, người thầy, người cô, hoặc là người nào đó giúp đỡ mình trong tiếng Hàn em giỏi hơn, hoặc là con mình đi học cũng thế, mình bảo là nhờ có giáo viên nên con mình là gì đây, nói được nhiều, chơi tốt, học tốt, vân 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 vân. Rất nhiều trường hợp thì đó là danh từ. Thì động từ mình đi với cái này, động từ mình đi với cái gì đây, mình có là gì đây. Hôm qua cô giới thiệu là cực chân hay chu sơ sơ đấy, còn nếu mà kính ngữ còn không là cực chân hay chu sơ, làm sao đi ta, nhờ lo lắng cho tôi mà là gì đây, cảm ơn, hoặc là nhờ lo lắng cho tôi mà chẳng chi nê cô ít xài à, tôi sống rất là tốt đó. Động từ và tính từ nhờ cái sự việc nào đó, nhờ vào cái sự vật, nhờ vào cái hành động nào đó, nhưng mà mình gì, mình được cái hậu quả phía sau là hậu quả tốt, cái kết quả. Thì hôm nay cô sẽ cho vài câu các bạn làm thử nha. Động từ chia về động từ, danh từ chia về danh từ. Rồi bây giờ câu thứ nhất, bây giờ cô có ABAB nhé, để cho mình biết cái cấu trúc này để diễn tả nó dễ dàng hơn. Bây giờ bạn A bảo là dạo này sống thế nào ạ? Dạo này sống thế nào ạ? Bạn B mới trả lời. Nhờ sự quan tâm cho tôi, nhờ sự quan tâm cho tôi nên là tôi đang sống rất là tốt.
thì sẽ quan tâm cho tôi ấy, là tôi sống rất là tốt. Rồi bây giờ tiếp tục câu số 2 ABAB. Bây giờ bạn khỏi bệnh chưa? Bạn đã khỏi hết bệnh chưa? Bạn đã khỏi như là khỏi hẳn bệnh chưa đấy? Bây giờ bạn đã khỏi hẳn bệnh chưa? Bạn B mới trả lời. Nhờ cái sự lo lắng cho tôi. Nhờ lo lắng cho tôi nên là tôi đã khỏi hẳn rồi. Lo lắng cho tôi nên là tôi đã khỏi hẳn rồi. Rồi bây giờ tiếp theo. Nhờ vào sự dạy bảo tốt. Nhờ vào sự dạy bảo tốt. Nhờ vào sự dạy bảo tốt cho tôi. Nên là vào kỳ thi lần này tôi nhận được học bổng. Cái này không có AB nha. Câu thôi. Rồi câu cuối cùng nhé. Nhờ vào sự giới thiệu cho tôi. Nhờ vào sự giới thiệu cho tôi. Nên là tôi đã tìm được việc ở công ty tốt. Nên là tôi đã tìm việc được ở công ty tốt. Các bạn nhớ khi công câu cô cho tôi. Nhưng mà các bạn tiếng Hàn các bạn đừng bỏ, lúc nào cũng chờ nương vào. Tại vì nếu không, nếu tiếng Việt cô không cho tôi vào thì cái câu nó sẽ không được hay. À, nhưng mà trong tiếng Hàn nó thế, mình làm từng câu không phải lúc nào cũng tôi vào. Nếu một đoạn văn tôi đầu tiên thôi, hoặc là trong một đoạn nó có đoạn thân bài, có đoạn kết bài hoặc là gì đó đó, thì đoạn thân bài mình có chờ nâng, đoạn giữa bài có chờ nâng, rồi cuối bài thì chờ nâng, chứ không lúc nào cũng phải chờ nâng hết nha. Tại vì tiếng tiếng Việt nó khác với tiếng Hàn, đôi khi tiếng dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt nó rất là thô, mà đôi khi dịch tiếng Việt sang tiếng Hàn nó lại gì đây cũng thô luôn đó. Hai cái nó thay đổi với nhau rất là, nó có phần khoảng cách như thế. Nhưng mà khi cô cho mắm dặm muối vào từ tiếng Hàn dịch sang tiếng Việt ấy, thì các bạn lại nghĩ không có ngữ pháp này, các bạn lại làm sai. Cho nên khi mình dịch cũng thế, mình dịch bài mà hôm bài cô cho dịch cũng thế. Khi mình dịch bài văn chỉ cần là nó đúng với ý nghĩa của bài văn, đúng hết ý, đúng gõ ý thôi, còn cái nghĩa mà mình thêm mắm dặm muối được thì mình thêm. Ví dụ như cái từ này không hay, đau lòng, cái từ mình cho vào cái từ đau lòng nó không hay thì mình cho vào từ tổn thương, thì hai từ từ nào cũng có khác nhau không? Không khác nhau, nghĩa tiếng Việt mình đã khác nhau thôi, nhưng mà tiếng Hàn nó y chang nhau, thì đau lòng hay tổn thương gì đó cũng thế đó. Đã tiếng Việt mình nó phong phú, cho nên là khi một bài bài một cái bài dịch mà các bạn dịch thì các bạn dịch sát nghĩa tiếng Hàn quá, tiếng Việt nó sẽ thô, nó sẽ thô đi. Giống như những cái câu ví dụ mà cô cho các bạn, cô các bạn đọc đấy, thì cô cho sát nghĩa tiếng tiếng Việt tiếng Hàn luôn, tại vì sợ các bạn là gì đây thêm cái ngữ pháp nó sai. Cô cho sát nghĩa tiếng Hàn, các bạn nghe cái câu cô ví dụ sao thấy nó kỳ kỳ, nó thấy nó không hay, thô thô, thì bắt buộc cô phải cho như thế để các bạn làm đúng ngữ pháp. Cô mà thêm vào mắm dặm muối là à,
Ví dụ như từ tổn thương là mình biết, nhưng cái từ đau lòng mình không biết chẳng hạn. Đó thì là tổn thương đau lòng như nhau. Cho nên là gì đây, đôi khi mình dịch từ tiếng Hàn tiếng Việt mình tập cho nó quen. Người ta nói có mà mình nói không thì mình mới sai. Còn như cái nghĩa nó đều là từ, ví dụ như là thoải mái, phấn khởi hoặc là như thế đó, đều nằm trong những cái từ là gì đây, từ từ tiếng Việt đấy. Những từ là thoải mái rồi là gì đây, sảng khoái hoặc như thế nào đó, nó cũng mang nghĩa tương tự nhau. À, khi mà dịch tiếng Việt cái từ thoải mái nó không hay, mình cho từ vào sảng khoái đó. Vậy thì là gì đây, cái câu văn nó sao nó bỏ tiếng Việt vào cho nó hay hơn thì thôi. Người ta nói đi mà mình nói đến thì đó là sai. Người ta nói giúp đỡ mà mình nói nhận giúp đỡ thì cái đó là sai. Nhưng mà là gì đây, cái từ nào mà nó đồng nghĩa với nhau nó hay hơn thì mình chọn cho vào. Cho em hỏi từ mới là khoan sim ha tà là sự quan tâm phải không cô? Thường thường khoan xin ha tà cũng được, nhưng mà thường thường người ta sẽ dùng xin thân sư tà để ý quan tâm. Xin thân sư tà, câu này người ta hay dùng nè. Ví dụ người ta bảo xin thân sư chi bà, đừng để ý tới ai, đừng quan tâm tới nó, ai làm gì làm chẳng hạn. Xin nhân sư chi mà, đừng để ý, đừng quan tâm. À, người ta hay dùng là xin thân sư tạ. Còn một từ mà thay vì cực chân ha tà thì mình có từ mới đấy, dợm rơ ha tà đấy. Mình thay đổi để mai mốt mình dùng cực chân ha tà nó quen rồi, nhưng mà hôm nào đó người khác lại cho gì đây, dợm rơ ha tà cũng là lo lắng, thì mình gì đây không biết từ này là từ gì. Cho nên là gì đây, cực chân ha tà thì dùng quá quen rồi, mình đổi từ mới đi cho nó nhớ. Dợm nhớ ha tà, dợm nhớ ha tà thôi nha, cái này là tính từ đó. Từ mới này, trong phần từ mới mình có học đấy. Rồi, ở phần từ mới phía sau đấy, cái từ dụng như ha tà đấy. Và chú ý một điều nữa, vì tất cả hành động này đều là làm cho hết, cho nên mình phải gắn với a ơ chu tà một cái nữa. À, tại vì gì đây, giúp đỡ cho tôi, giúp đỡ cho ai đó đều là cho hết. Xin thân sư tà cũng cộng với a ơi chu tà thì mới kết hợp với tóc bình nè. Tại vì gì đây, cái hành động, cái ngữ pháp này đều là cái ngữ pháp ai đó làm cho cái gì đó mình, cho nên là xảy ra cái hậu quả phía sau. À, cho mình hoặc là cho chủ ngữ mà mình nói. Cho nên tất cả phải đi với a ơi chu tà, tất cả động từ tính từ. Động từ nha, nhầm không có tính từ. Thì phải đi với a ơi chu tà. Cô ơi, cô cho em hỏi là tiếng Hàn là gì nhỉ cô? Cái gì, từ gì? Nhận được học bổng hả cô? À, trang hát cơ mưng tập tà. Cha hát cơm
ơi, cho em hỏi là kỳ thi là si hôm phải không cô? Đúng rồi. Y bôn xe hôm mẹ nữa. Vào kỳ thi lần này. Rồi ok hết chưa? Có mấy câu đây. Bây giờ cô gọi đọc thử nha. Bây giờ Dung có mấy câu đi Dung. Có hai câu văn với lại hai câu bình thường với quận. Rồi bây giờ Dung đọc cho cô câu đầu tiên đi. Yêu chim mưng chán chín nè sợi. Xin cảm ơn so chun tóc bùn nè chán chín nè sợi. Đúng rồi. Đây câu trên thì cô cũng khỏi cần phải ghi nha. Xin khưng sư bà. Thì như cô nói, cái gì nhờ cái sự lo lắng cho cái hành động đấy đấy. Sư nhân sư gì đây sư? Sư tà phải đi với ao chu tà người nhờ người khác làm gì cái hành động này này cho cái hành động này này. Cho nên là gì đây mình mới được kết quả phía sau. Sư tà thì bắt quy tắc của ư. Khi kết hợp với đuôi ao chu tà thì gì đây? Ư này bị lược bỏ và thêm ơ vào. Sư chu tà bỏ tà đi thì là gì đây không có bắt chim thêm n nào và cộng với tóc buồn nê sơ chu tóc buồn nê câu ở trên dễ rồi cô không sửa nha cô chỉ ghi ở chỗ ở dưới tay tà mình có từ vựng là xin nhân sư tà rồi xin nhân sư chu tóc buồn nê trải xin nê cô ý sửa ok nha. Nhưng nếu mà cái chỗ mà ví dụ như các bạn muốn kính ngữ á, như cô nói hôm trước đấy, khi các bạn muốn kính ngữ thì các bạn phải trải qua một giai đoạn nữa đó là đuôi ư si. À. Động từ đi với ư si, động từ đến từ đi với ư si để thể dạng kính ngữ. À, khi mình muốn động từ kính ngữ chứ không phải đuôi câu. Đuôi câu thì ở lớp 1 cô chia về ư xích, sum ni tà hoặc là sim ni tài đó, đó là chia về đuôi câu. Còn ở đây là dạng kính ngữ của động từ. Nếu như muốn động từ tính từ kính ngữ thì động từ tính từ đó phải cộng thêm ư si. Thì chỗ này nó chia thành một đoạn nữa. Một đoạn kính ngữ nữa, chia về chu tà rồi, muốn chia về kính ngữ nữa để thể hiện sự kính trọng. Ví dụ người đó là người lớn, mình muốn thể hiện sự kính trọng thì ở đây chu tà này bỏ tà đi. Đi với ư si, nếu có bát chim thì đi với ư si, không thì đi với si. Thì chỗ này chu tà nó không có bát chim mình đi với si à, thì gì đây đi với si nó cũng không có bát chim nữa thì chu xin to buồn nê đó vì sao có lúc người ta lại chun tóc buồn nê vì sao có lúc là chu xin người ta muốn gì đây kính ngữ thì người ta sẽ thêm vào một giai đoạn ư si nữa thành động từ kính ngữ bây giờ câu số 2. Bây giờ câu số 2 Mỹ Hạnh đọc cho câu số 2 đi. Làm xong chưa? A B A B. Có Mỹ Hạnh không nhỉ? Em đọc. Dạ em đây, em đây. Rồi. Đọc câu số 2. Alo. Rồi rồi nghe nghe nghe. Dạ. Số 2 là cam kia khuyến chân này ó. Ừ, tiếp. Cốc trong hè chuyên tóc bồ nê cam kia nà cắt sợi ó. Thả nát rồi rồi nhé na át rồi rồi chứ không phải nã cát rồi À, rồi đã đi rồi, à, đã đi ra rồi. ngoài không phải đi ra ngoài nha
Bây giờ các bạn đã là cam ki, các bạn đã là khỏi bệnh cảm chưa? Khỏi cảm chưa? À thì bạn ấy là gì đây? Cam ki gì đây? Hồi nãy em đọc cam ki gì? Cam ki kể sao nó xéo hả? Cô nghe chưa rõ. Cam ki gì đây? Cam À, cam ki kèm chân này ó, không có e nha. Cam ki là gì đây? Bị cảm như thế nào? Kèm chân này ó, hoặc là cam ki otoke thế sẽ otoke tê tê ó, cam ki cái bệnh cảm như thế nào, hoặc là gì kèm chân này ó đây không có e. Vào bệnh cảm như có sao không ạ? À, nếu mà thêm e là gì đây, cái bệnh cảm này có sao, thì nếu mà thêm trợ từ thì cam ki ca kèm chân này ó, còn không mà cam ki kèm chân này ó này. Nhưng mà nếu như cô cho câu khỏi bệnh ấy, thì bây giờ mình có từ nạt tà là khỏi bệnh. Bây giờ không cần các bạn ghi đơn hay là ghi gì hết. Các bạn chỉ cần ghi là gì đây? Thả nát sợi ốm. Bạn đã khỏi bệnh chưa? Nếu có từ nạt tà đó là từ gì đây? Khỏi bệnh thì đó không cần đơn ghi thả nát sợi ốm. Không cần thêm chữ đơn vào hoặc là từ vào nào khác nữa. Mà chỉ cần là từ gì đây? Thả nát sợi ốm. Bạn đã hết khỏi ốm chưa? Từ nạt tà là từ khỏi bệnh luôn đó, từ khỏi và là từ khỏi bệnh luôn, cho nên là khi mình nói mình không cần ghi thằng bơn bơn theo cũng được nữa, nói là gì thả nó sẽ ốm. Cam ki này cũng thế, nếu mà các bạn nói cho cảm cam ki thả nó sẽ ốm, à, cho vào, vào cái bệnh cảm vô thì các bạn nói là gì đây, cam ki thả nó sẽ ốm. Đó. Ví dụ bây giờ nếu muốn cam ki thì y chê hoặc là chi cơm. Y chê cam ki thả nát sợi ốc. Tại vì sao cô ghi nát sợi ốc này? Là vì đáng ghé ra từ nạt tà đây là khỏi bệnh. Nhưng mà vì sao? Bắt quy tắc của siêu. Sau này mình sẽ học, mình đã học lớp 2 rồi. Cô nhầm là mình đây giờ gì đây? Ghe. Bằng nào tắt lo tắt hộ cô. Để cô thoát ra vào lại nha. Rồi, ok chưa? Đó, chừng nào về các bạn bảo cô nha. Đây là mình học bắt quy tắc từ lớp 1 tới lớp 2 là mình học hết 7 cái bắt quy tắc rồi. Cô quên là tưởng đâu mình lớp 2 cho nên cô nói chưa học, học hết rồi. Từ lớp 1 thì học 4 cái bắt quy tắc ư, b, t và gì đây? Bắt quy tắc r. Còn lên lớp 2 mình học bắt quy tắc h, bắt quy tắc xíu, hiết xíu đây cô đọc h cho dễ nói đọc theo tiếng Việt mình. À, bắt quy tắc g và quy tắc của r hết rồi. Thì si út là bắt quy tắc của sờ đây, cô nói sờ cho dễ cho mình nói tiếng Việt cho dễ. Si út khi mà gặp gì đây đuôi nguyên âm thì gì đây si út bị lược bỏ, hoặc mình nói tiếng Việt mà kiểu này chứ sờ sờ bị lược bỏ và chia về bình thường. Thì ở đây đáng lẽ ra từ nạ át sơ dò cô vẫn đi bình thường, tại vì đã kết thúc bằng a thì và át sơ dò đã khỏi chưa, thì đáng lẽ chia như thế. Nhưng mà vì nó bắt quy tắc, nó mà gặp nguyên âm thằng sờ này nó bị phải mất đi, thì chỉ còn là ná á sơ dọ thôi đấy. Bắt quy tắc của siêu út đấy. Nhưng có một số từ không bị bắt quy tắc như từ ụt tà là từ cười. Vì sao mình nói u sơ sơ dọ hoặc là u sơ dọ mà không bị mất chữ e sợ? Tại vì nó không bị bắt quy tắc. Có một số từ không bị bắt quy tắc, cái đó là học lớp 2 này. À thì ở đây có quên thì cô nhắc lại, còn nhớ thì thôi. Rồi các câu của bạn ok nhá. À, của bạn này cực chân he chun tóc bùn nè thả nát nhầm nhá, thả nát xèo à, thì bạn ok rồi. Nhưng nếu mà cô cho cái từ dòm ra đi, dòm nhơ đi, thì mình có thể là thay vào từ này cho nó gì đây, thay vào cực chân, thay vào từ mới cho nó dễ nhớ.
Cực chân thì nhớ nhớ nhiều rồi, nhưng mà từ này thì khó nhớ này, thì mình cho vào để mình thay đổi để mai mốt mình còn sử dụng. Giống như he chun tóc mình nè, à nó xèo. Rồi ok, câu của bạn Hạnh nhé. Rồi tiếp theo câu 3, câu 4. Bây giờ câu số 3, Diễm đọc hộ của câu số 3 đi. Diễm đúng không nhỉ? Lớp mình có Diễm đúng không? Em chưa làm cô. Chưa làm à? Rồi ok, rồi bây giờ câu B, lúc nãy câu B ấy, con càng anh hiên chun tóc con đê, cô phía sau là gì? Cô phía sau là con cứ câu số 2 hay câu số 3? Cái gì? Dạ. Em hỏi chỗ nào? Dạ, câu số 3. Câu số 3 là hình như chưa làm. Mà tiếng Việt á, ý em hỏi tiếng Việt hay gì? Là cái câu số 3, câu B là nhờ lo lắng cho tôi nên là tôi đã khỏe hẳn rồi. Lúc À. nãy em mới có nghe được tới Hê chun tóc mùa nè, có phía sau, cái câu phía sau là như thế nào? À, dạ em đây, hê chun tóc mình đây. Nếu như các bạn mà cảm thấy là phía sau nghe không rõ thì các bạn kêu cô ghi ra. Tại vì cô sợ là cô nghĩ là các bạn biết hết rồi cho nên là cô không ghi ra trong tập này rồi. Thì ở đây nếu mà muốn ghi rõ thì cô sẽ ghi rõ cho bạn nha. Dòm ra hê chun tóc bù nè. Thả nát xe à. Rồi bây giờ Lan đi, Lan làm câu số 3 cho Lan. Em làm được quá. Rồi bây giờ Lan làm câu số 3 cho cô đi. Nhờ vào sự dạy bảo tốt cho tôi nên kỳ thi lần này tôi nhận được học bổng là chán ga rư cho chun tóc bồ nè. 이번 시험이 chăng học của mình phát tạo xe. Đúng, đúng rồi, ok nhá, đúng rồi đấy. Nhưng 이번 시험에는 vào kỳ thi lần này thì mình phải thêm e. E e cũng được, không có nưng cũng được, như cô muốn thêm là e nưng để có chủ ngữ vị ngữ trong câu. E nưng gì đây, cha hát cơm ơn bạc kê test cũng được, mà gì cha hát cơm bạc test cũng ok. Thì ở đây cô viết câu cô Lan lại nha. Lan bảo là gì đây, chạn ca rư chi bạn ca rư cho à tóc một nè chờ chun tóc buồn nè. 이번 시험에는 참가금은 받았어요. 너무 잘. 이번 시험에는 참가금은 받았어요. đã nhận học bổng. Nếu như mình muốn chia về đã được nhận học bổng thì mình chia về kê tuê tà đấy, động từ đi với kê tuê tà là được hoặc là trở nên trở thành của động từ. Ở đây bạn nào dùng bật kê tê sơ cũng được nha, kê tuê tà này mình cũng học rồi. Ca rư chi tà khi chia về đuôi ao chu tà thì là gì đây, nó chuyển thành là chơ, tại vì y với ơ là biến thành dơ thì mình sẽ ghi nó là chơ chu tà và bỏ tà đi thành chun tóc bụi nè. Còn nếu như các bạn muốn kính ngữ nữa, như cô nói phải thêm một bước nữa là si thì là gì đây, thọ hoa chun xin tóc bụi nè. Nếu mà thêm một dạng kính ngữ nữa phải qua cái ư si cái nữa thì nó thành kính ngữ. Rồi bây giờ ok bạn Lan, câu cuối cùng nha. Bây giờ câu cuối cùng Lý làm thử okay. Đi. Không nghe à? Không nghe cơ, không nghe cô nói hay sao? Dạ. Bây giờ mà Lan thử tắt lo, cô tắt đi vào lại.
Rồi bây giờ câu số 4. Thùy làm thử cô câu số 4 đi. Đọc nốt hộ cô câu số 4 đi. Câu số 4 là gì đây? Nhờ vào sự giới thiệu cho tôi nên đã tìm được việc ở công ty tốt là Suke Hechun Tokune Chon Hesa Eso Đúng rồi, đang chát chát sale hoặc là gì chột ưng hay sale sơ chi chít gì đây hết sale hoặc là chi chít ha kê thế sale ok nha. Ở đây bạn là gì đây, Suke Hata là giới thiệu, nhưng mà cái hành động của ai làm cho mình thì phải chia về gì đây, chu tà hết, thì ở đây ha tà chữ về he chu tà he chun tóc buồn nè chột ưng hay sao công ty tốt, công ty mà còn tốt nữa thì phải chia về định ngữ, mình có chột tà là tốt, công ty là hay sao thì chia về dạng định ngữ chột ưng hay sao, chột ưng sa lam thì cũng như thế hay sao hay sơ chi chít tha tà cũng được mà y rinh chát tà thì cũng được nha, chi chít là xin việc tìm việc đấy, chi chít tha kê tê sơ được tìm việc ở công ty tốt. Hoặc là in đương chát chát xèo, cái câu của em vẫn đúng không sao cả, tại vì cô sửa về cái dạng này cho các bạn nhớ kê tê tà thôi. Động từ đi với kê tê tà là được hoặc trở nên của động từ. Rồi bây giờ các bạn, bây giờ không phải là công ty mà bây giờ nhờ sự giới thiệu của ai đó mà mình gặp được một người chồng tốt chẳng hạn. Soke he chun tóc buồn nê chột ưng nam phơ nưng mạnh na tuê à mạnh na kê tuê sờ à, chột ưng nam phơ ở đây không phải chột chột ưng hay sao nữa mà cô muốn đổi là gì đi, chột ưng nam phơ ưng mạnh na kê tuê sờ được gặp người chồng tốt. Ví dụ như mà nhờ bạn Lan giới thiệu cho bạn Hoa cái người này à, nhân là gì đây, cảm ơn bạn giới thiệu cho tôi được một người chồng tốt, bây giờ tôi sống rất hạnh phúc chẳng hạn, hen bóp hoa kê sản cô ý sợ. Rồi bây giờ phần này đó, hôm qua gì tôi nói thêm phần này cho các bạn làm. Hầu như các bạn làm đúng hết, cô không cần sửa gì cả. Cô chỉ sửa đôi lúc và cô chỉ sửa một số trợ từ các bạn thêm vào, cô sửa cho hợp lý thôi. Còn cô chỉ viết cái câu của các bạn lên thôi. Thì là hầu như làm đúng hết rồi. Đấy, và ngữ pháp này nếu không còn gì để hỏi thì cô sẽ đi tiếp cái ngữ pháp của bài số 2 hôm nay. Hôm mình còn học văn dở đấy, mình làm nốt cho bài số 2 này, mình chuyển qua bài số 3. Rồi không có gì đâu không không, cô đi tiếp nha. Mình sẽ đi tiếp cái dạng đuôi câu, dành riêng cho đuôi câu hỏi thôi. Vì sao có đôi lúc người ta hỏi là phập một cốt sơ ố? Vì sao có đôi lúc người ta hỏi là phập một cốt nài ố? Và vì sao có đôi lúc người ta lại hỏi là phập một cốt ná? Đấy, ná, nài ố, đó là những cái đuôi câu hỏi. Nà dố thì là muốn lịch sự thì thêm dố vào, còn không người ta không muốn lịch sự người ta ná thôi. Thì cái đuôi câu này mình sẽ gặp nhiều trong trường hợp giao tiếp. Đó, có những bạn cũng đã biết rồi, có sử dụng rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tìm hiểu đến cặn kẽ nó hơn là từng thì, quá khứ hiện tại và tương lai. Và tiếp theo là động từ tính từ danh từ thì nó đi như thế nào. Sau này mình hỏi cho nó hợp lý.
Bây giờ mình sẽ đi đến một câu đuôi câu hỏi mà nó sẽ cao hơn cái a ơ vô một tí xíu. Nó không phải là bê sum ni tài gì hết, mà nó là một cái đuôi câu hỏi lịch sự và nhằm để tôn trọng người nghe một tí xíu. Thay vì đuôi sum ni tà, sum ni cá thì nó hơi trang trọng một tí xíu. À, còn cái đuôi này thì câu hỏi lịch sự hơn cái a ơ tí xíu. Nhưng mà vẫn nằm trong cái là gì đây? À, nằm trong cái nhằm kính trọng người nghe chứ không phải là mình dùng dùng nó thấp hơn đuôi bê sinh ni tạ rồi mình nghĩ là nó không tôn kính trang trọng, nhưng cái đuôi này người ta cũng sử dụng rất là nhiều. Thì ở đây mình có nài hoặc là ưng nưng cài ốt. Cái đây là mới giới thiệu ngữ pháp thôi, còn động từ tính từ đây cô sẽ ghi sau ở đây. Bây giờ trước tiên cô tìm hiểu đến động từ trước, cô động từ tính từ rồi tới danh từ. Động từ của ba thì quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì bây giờ cô ghi động từ khoa cơ trước. Khoa cơ thì nó chia về ác, dớt và cộng với nại ốt. Nhớ có dấu hỏi là câu này chỉ dùng trong câu hỏi thôi nha. Cái đuôi này động từ thì hưng che. Hiện tại thì có bắt chim hay không bắt chim gì, nó cũng đi với nại ốt. Mire, tương lai. Thì nó đi với ưng rưng và cộng với cơn cài ốc. Nhưng mà ở đây thằng động từ nó quá khứ và hiện tại thì nó đi bằng với thằng tính từ. Cho nên các bạn khoan ghi cô cái này, cái cô ghi cho đề các bạn để sau này mình tìm cho dễ hơn, đỡ phải ghi nhiều. Các bạn đây, các bạn ghi thêm cho cô chữ A nữa đi. VA vừa động từ vừa tính từ. Tức là động từ và tính từ thì quá khứ và hiện tại nó chia như nhau. Nhưng mà chỉ có tương lai là gì khác nhau. Cho nên cô gom lại ghi luôn đi, đỡ phải mình ghi nhiều. Ghi nhiều mình tưởng đâu nó chưa khác. Bây giờ tới thằng, bây giờ cô mới ghi lại tới thằng động từ thì tương lai này, hiện tại này. Hưng chê. Thì có bắt chim hay bắt chim gì của nó cũng đi với này ốt. Còn tính từ thì hưng chê. Đó, chỉ có tính từ và động từ thì hiện tại thì nó mới khác nhau thôi. Thì nó đi với ư, nưng và cộng với cải. Đó, hai thằng này, hai thì này nó đi như nhau. Nhưng mà có thì hiện tại là hai thằng này đi khác nhau. Tính từ mà có bắt chim. Ở đây có bắt chim thì mình thêm gì vào? Ưng. Và cộng với cài ốt. Cô nghĩ đây thấy không các bạn? Không. Không có bắt chim đấy. Có bắt chim này thì đi với ưng. Không bắt chim này thì đi với n. Và cộng với cài ốt. Đó, ghi như vậy để mai mốt này mình nhớ chung luôn. Mình phải khỏi nhớ gời gạt ra. Mình nhớ chung là thằng động từ tính từ này nó đi chung thì quá khứ và tương lai, còn hiện tại thì chia riêng. Tại vì nó hơi lộn xộn, cái là gì sao, là vì một cái cài dố một cái nài dố đấy, cho nên mình hơi nhầm. Chứ cấu trúc này nó không khó gì hết, nó không có gì khó, nó chỉ nhầm cái lúc mà nài dố, lúc thì cài dố thôi, lúc thì tính từ thì chia về cài dố, lúc thì chia về nài dố. Chính vì vậy cho nên mình phải học.
học để mai này nói cho chị.